Rồi. Bây giờ là tư thế ôm bóng nha. Tư thế ôm bóng là phải chuẩn bị sẵn gối ở bên hông như thế này. Nha, mình có thể kê một gối, hai gối, ba gối tùy cái độ rộng của cái gối thế này. Giờ ơi, xin qua cho cô tí xíu nha. Từ từ nha, đợi xíu là tới lượt gạo nha. Nha. Rồi. Cái tay này của mẹ sẽ đỡ, cũng để hình chữ C luôn và đỡ ngay cổ của bé nha. Cái tay, cái phần cẳng tay nè, cũng áp cái người bé sát vô thân người mẹ luôn ha. Rồi tay còn lại, tay còn lại thì nâng bầu ngực. Rồi kích thích vô môi bé. Mình sẽ kích thích vô môi bé khi nào bé hả to miệng ra. Mình không có nhét, mình để cho bé. Nè, kích thích nha. Rồi đưa bé vô. Rồi sau khi mà em bé nó đã vô thế hết rồi thì mẹ cũng có thể ngửa người ra phía sau để cho nó thoải mái ha. Cái này chắc là phải chê thêm một cái gối nữa thì mới ngang bằng em được đó.